Xin kính chào quý bà con, kênh Nhà Nông Miền Tây xin cập nhật giá mít Thái cho quý bà con tham khảo. Giá cập nhật lúc 9 giờ 30 phút hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2024 ghi nhận giá mít đi ngang so với hôm qua nhà quý bà con. Cụ thể như sau, tại Tiền Giang, mít nhất 9kg 13.0 đồng mỗi kg, mít nhì 7kg 8.000 đồng mỗi kg, mít 3 5kg 3.000 đồng mỗi kg, mít chợ 2.000 đồng mỗi kg. Vuso 3.000 đến 4.000 đồng kg. Tại Đồng Tháp, An Giang, Long An, mít nhất 12.000 đồng mỗi kg, mít nhì 7.000 đồng mỗi kg, mít 3 2.000 đồng mỗi kg, mít chợ 2.000 đồng mỗi kg, Vuso 3.000 đồng kg. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, mít nhất 11.000 đồng mỗi kg, mít nhì 6.000 đồng mỗi kg, mít 3 2.000 đồng kg, mít chợ 2.000 đồng mỗi kg, Vuso 2.000 đồng kg. Tại Trà Vinh, Vĩnh Long, mít nhất 11.000 đồng mỗi kg, mít nhì. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.